chào cô chú anh chị ngày mới an lành ạ. Rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Nấm Ấp Miền Tây. Nơi đây là Tân Châu nha cô chú anh chị. Và đây cũng là bến đò số 3. Dạ. Bến đò số 3. Bến đò số 3 nha cả nhà, và con mình cũng đang chờ đò để đi qua bên Đồng Tháp. Con quá trời luôn cái nhà, mà này là không có hộp đây nè cả nhà. Cứ bệnh ký gì đó, ký 10.000, 10.000.
YouTube. Chạy rồi cả nhà ơi. Trưa rồi cho nên bà con mình cũng đi làm việc hoặc là buôn bán về rồi nha cả nhà. Giờ còn đây xin nhắc lại, đây là bến đò số 3, đưa bà con mình từ phía Tân Châu An Giang đi sang bên kia là Tân Thuận Đồng Tháp nha cả nhà. Bà biết do không? Cái nhà thuốc bác nó đang đi tìm thuốc. Không có tao bỏ bà kiếm ở đâu.
thì nãy giờ chúng ta ở bến đò số 3, mình xem bà con qua lại xuôi ngược trên chiếc đò ngang này. Thôi thì giờ Kim cũng xin tạm dừng video của mình ở đây nha tất cả mọi người ơi. Xin chúc tất cả bà con mình thuộc lộ bình an, thật nhiều sức khỏe và thật hạnh phúc trong cuộc sống nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bên kia là di tích lịch sử chùa Dòng Thành, Long Hưng Tự. Dạ, bên kia đường nha cả nhà. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.